Công diễn 2 Thủy Triều của chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã lấy nước mắt của khán giả qua những tiết mục xúc động. Nhiều chị đẹp vỡ oa cảm xúc khi lần đầu thực hiện những điều không tưởng, vượt qua giới hạn của bản thân. Theo đó, với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa, Mỹ Linh, Đoan Trang và Thanh Ngọc mang đến màn trình diễn chỉnh chu từ giọng hát. Cả ba còn kết hợp các nhạc cụ là saxophone, đàn tranh, đàn nguyệt cùng bài nhảy đương đại khó. Chính việc dám thử sức thể loại mới, nhóm mang về điểm số cao nhất 335/357 và thẳng tiến vào công diễn 3. Thời điểm tập luyện ca khúc Phi Hành Gia Cô Đơn, nữ ca sĩ Emily đã gặp nhiều vấn đề về tâm lý, về giọng hát khi có khoảng cách với Thu Phương và Lệ Quyên. Tuy nhiên, cả ba có màn trình diễn đồng đều và vào nhóm an toàn. Sở hữu đội hình đáng mơ ước khi có Diệp Lâm Anh, Man Dancer, Quyên Linh, Man Vocal, Trang Pháp, Man Rapper, Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Man Visual. Tiết mục Chị Ngã Em Nâng là màn trình diễn nóng bỏng, lôi cuốn từ giọng hát đến vũ đạo. Tiết mục mashup Tình Bạn Diệu Kỳ, Quýnh Yêu của Hờ Henie, Phạm Lịch, Lưu Hương Giang, Khổng Tú Quỳnh, Phương Vi rơi vào vòng nguy hiểm dù đã đặt mục tiêu nâng độ khó của tiết mục thiên về trình diễn vũ đạo. Cả nhóm còn thực hiện thể thao cổ vũ mạo hiểm trong tiết mục của mình. Sau công diễn 2, có 4 chị đẹp phải tạm dừng chân là Thái Trinh, Quỳnh Nga, Hà Kino và Phạm Lịch.